Thưa quý vị, mặc dù đang bước vào mùa thấp điểm du lịch, thế nhưng các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng vẫn rất chú trọng việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực, góp phần giữ gìn thương hiệu điểm đến Đà Nẵng. Mặc dù đang vào mùa thấp điểm du lịch, thế nhưng cơ sở lưu trú này thường xuyên duy trì công suất buồng phòng ở mức 50%, nhờ triển khai hiệu quả các chương trình ưu đãi, kích cầu phù hợp với từng đối tượng khách. Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt quan tâm duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ đạt chuẩn theo hạng sao được công nhận. Thực chất ra là tôi thích đi vào, một là mùa hè và hai là cái mùa này tôi cũng rất thích vì không khí rất là mát mẻ và giá cả thì nó cũng hợp lý. Hiện tại thì ngành du lịch Đà Nẵng của mình đang bước vào giai đoạn cấp điểm cũng như là mùa mưa bão. Thì về phía khách sạn chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là nâng cao lại trang thiết bị khách sạn để đảm bảo an toàn hơn khi khách lưu trú tại khách sạn. Bên cạnh đó thì hiện tại đang vào mùa thấp điểm thì chúng tôi không ngừng đưa ra các cái chương trình khuyến mãi giống như là tặng voucher hoặc là chương trình khuyến mãi trọn gói cho khách sử dụng toàn bộ khu dịch vụ khách sạn. Vào mùa thấp điểm, trải nghiệm ẩm thực, spa, nghỉ dưỡng tại các cơ sở lưu trú là xu hướng được nhiều du khách quan tâm, lựa chọn. Vì vậy, các khách sạn đều chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ với mức giá ưu đãi nhằm tăng tính cạnh tranh. Ngoài ra, cùng với sự phát triển công nghệ số, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng tận dụng tối đa ưu thế này để thực hiện chiến lược tiếp thị đa phân khúc nhằm thu hút hiệu quả các nguồn khách. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên, đảm bảo chuẩn nghiệp vụ trong phục vụ khách. Hàng tháng, chúng tôi ra một kế hoạch để đào tạo đối với lại nguồn nhân lực tại khách sạn. Bên cạnh đó, thì khách sạn cũng gửi một số nhân viên để đi học các lớp nghiệp vụ do Hội Khách sạn thành phố Đà Nẵng tổ chức phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức như nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ buồng phòng để nâng cao được cái kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của từng nhân viên của khách sạn để đáp ứng được cái nhu cầu. Xác định sự hài lòng của du khách là ưu tiên hàng đầu, các khách sạn đều bố trí nhân lực kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian lưu trú. Thực tế cho thấy những đánh giá tốt của du khách về chất lượng dịch vụ thông qua các công cụ trực tuyến là những điểm cộng góp phần thu hút thêm nhiều lượng khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại các khách sạn, bất kể là mùa cao điểm hay thấp điểm.